Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Hưng. Hôm nay Hưng xin giới thiệu với các bạn một phần mềm dùng để biên tập chỉnh sửa video rất mạnh hiện nay. Phần mềm nó có tên là Adobe Premiere. Đọc chính xác hơn, chậm chậm hơn có nghĩa là Adobe gì cũng được của hãng Adobe System. Thì cái hãng này, hãng Adobe System, Adobe này thì nó sản xuất rất là nhiều phần mềm, ví dụ như là Adobe Premiere dùng để dựng phim nè, After Effects nè, dùng để làm kỹ xảo, rồi Photoshop, Illustrator dùng để thiết kế, còn InDesign là dùng để mình làm báo á, mình dàn trang á, rồi Animation thì dùng để diễn hoạt, người ta làm hoạt hình 2D đó các bạn. Trên thị trường á, thì nó có nhiều phần mềm dựng phim lắm, Adobe Premiere, Sony Vegas, Final Cut thì của hãng Apple, sản xuất riêng cho dòng Mac, Mac Pro, Avid Media Composer, rồi một số phần mềm nữa cũng có thể dựng phim được, đó là DaVinci Resolve á, phần mềm này chuyên về làm màu, nhưng mà nó vẫn có chức năng dựng phim cũng khá mạnh. Thì hôm nay Hưng xin chia sẻ về tổng quan về cái phần mềm này thôi. Cái bài này chỉ chia sẻ tổng quan, rồi những cái bài tiếp theo thì Hưng xin tiến hành hướng dẫn từ cơ bản cho đến nâng cao. Thằng Adobe Premiere này á, nó làm rất là nhiều thứ, từ biên tập những cái video đơn giản như là những cái hình ảnh kỷ niệm chúng ta sẽ quay về chúng ta dựng lại, cho đến chuyên nghiệp hơn là chúng ta sẽ dựng được phóng sự. Các bạn thấy trên đài TV đồ á, phát phóng sự là cũng là phải dựng ra, khi người ta quay về người ta phải biên tập lại, người ta chỉnh sửa và người ta dựng ra, cắt ghép ra. Rồi tới là những cái thước phim về đám cưới. Đám cưới thì có hai dạng, một cái dạng nào đám cưới truyền thống thì nó dựng một cách đơn giản, và một cái phóng sự cưới dạng như rewedding thì nó dựng theo một cái câu chuyện và beauty hơn. Rồi MV ca nhạc, MV ca nhạc thì nó có nhiều nhiều level lắm, từ đơn giản cho đến chuyên nghiệp. Rồi phim và trên thế giới thì họ họ sử dụng những bộ phim bom tấn, họ vẫn sử dụng Adobe Premiere rất là nhiều. Thì để bắt đầu học dựng phim á, thì theo kinh nghiệm của Hưng á, thì các bạn cứ đầu tiên là chúng ta sẽ download về đúng không? Sau chúng ta cài lại, cài phần mềm vô cho máy. Tiếp theo á, thì mình sẽ học học về cái các công cụ từng khu vực của cách để sử dụng từng khu vực ở trong cái phần mềm á, như như trong đây. Đó, mình ra mở lên sẵn cho các bạn coi nè. Thì bài hôm nay thì Hưng không có nói nhiều về những cái gọi là chức năng của nó, hoạt động của nó như thế nào. Cái đó là giờ cái bài sau, mà hôm nay mình sẽ giới thiệu tổng quan thôi. Đó, tổng quan cái phần mềm này mình sử dụng mình làm được cái gì. Các bạn nào mà muốn bắt đầu bằng con đường sự nghiệp và edit á, dựng phim á, thì đầu tiên là cứ học Adobe Premiere trước cái đã, rồi muốn học thêm những phần mềm khác thì mình cứ học Avid Media Composer, cũng là một phần mềm dựng phim rất là chuyên nghiệp, còn Final Cut cũng vậy. Nhưng mà theo Hưng á, thì Hưng thích dựng Premiere hơn, tại vì thứ nhất á, Premiere nó trực quan về cái giao diện. Thứ hai là nó cũng cái tài nguyên của nó để cho mình sử dụng đó, nó cũng nhiều, cũng có nhiều người chia sẻ. Chứ còn nếu mà Final Cut Pro thì nó cũng hơi cái cộng đồng mình nó cũng chưa được có nhiều á, những cái tài nguyên cài nó cũng hơi phức tạp hơn và cái bản quyền nó cũng khá chặt chẽ hơn nữa. Đó. Thì trong Premiere thì ngoài những cái chức năng làm kỹ xảo, nó không có chuyên về làm kỹ xảo, nó là chuyên về dựng, cắt ghép, chỉnh sửa. Đó. Và nó có thể làm màu, nó làm màu luôn nha, nó làm màu nó cũng rất là ok luôn. Màu thì nó có cái phần làm màu riêng của nó.
Đó thì mình sẽ khi mình sẽ có một cái bài chuyên về mình sẽ giới thiệu từng bộ phận, từng khu vực làm như thế nào. Ví dụ như làm về dựng nè, sau khi dựng xong rồi chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta làm âm thanh xong rồi chúng ta sẽ làm hiệu ứng, rồi chúng ta làm màu, rồi chúng ta xuất ra, rồi chúng ta căn chỉnh về audio đó. Thì hôm nay thì cái bài là Hưng giới thiệu chỉ có nhiêu đó thôi, không có nhiều, chỉ giới thiệu về tổng quan về phần mềm Premiere thôi. Tiếp theo bài tiếp theo Hưng xin giới thiệu về giao diện rồi cách sử dụng của nó như thế nào. Ok, vậy bài đọc hôm nay thôi nha. Xin chào các bạn.